Xin chào quý thầy cô, thì đây là một file PowerPoint. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn cho quý thầy cô cách tạo video bài giảng từ các cái file PowerPoint như thế này để đăng lên mạng Internet để cho các em học sinh vào học. Tôi sẽ hướng dẫn cho quý thầy cô sử dụng các cái bài giảng PowerPoint và lồng âm thanh của mình vào, tức là lồng cái lời giảng của mình vào để chuyển thành video, sau đó đăng lên các cái hệ thống học tập như là Viettel Study, VNPT e-learning hoặc là đăng lên YouTube. Như vậy để chuyển cái bài giảng PowerPoint này thành video thì chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ của chương trình PowerPoint để chúng ta chuyển cái bài giảng này thành video. Cách thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng một phần mềm khác để quay lại cái màn hình, tức là quay lại toàn bộ cái màn hình máy tính trong quá trình chúng ta giảng bài. Thì mỗi cách nó sẽ có ưu điểm và nhược điểm riêng. Tôi sẽ lần lượt hướng dẫn cho quý thầy cô hai cách này. Đầu tiên là tôi sẽ hướng dẫn sử dụng cái công cụ của chương trình PowerPoint để quay lại cái bài giảng này. Thì chúng ta sẽ chọn vào cái mục slideshow. Sau đó chọn vào mục này. Record slideshow. Thì ở đây là có hai cái chức năng. Là chúng ta có thể ghi âm, tức là quay từ cái slide hiện tại. Hoặc là quay bắt đầu từ đầu, quay từ slide đầu tiên. Thì sẽ chọn là quay từ slide đầu tiên. Thì tại màn hình này thì quý thầy cô quan sát là chúng ta có ba cái nút lệnh ở phía trên này. Là cái nút lệnh này là để bắt đầu ghi. Đây là dừng lại. Và cái này là thực hiện ghi lại. Ở đây là cái công cụ cho phép chúng ta viết cái lời ghi chú. Tức là cho phép chúng ta viết một cái dòng văn bản nào đó. Một cái dòng thông báo nào đó trong quá trình mà chúng ta quay. Ở đây là tăng kích thước chữ hoặc là giảm kích thước chữ. Ở nút lệnh này tức là chúng ta xóa đi cái quá trình chúng ta ghi đến cái slide hiện tại. Hoặc là xóa toàn bộ quá trình ghi trên tất cả các slide. Còn cái phần setting đây là cho phép chúng ta chọn cái micro trong quá trình chúng ta ghi âm. Thì nếu chúng ta sử dụng máy tính xách tay á, thì quý thầy cô có thể ghi âm trực tiếp trong quá trình chúng ta giảng. Tức là máy tính xách tay đã hỗ trợ cái mic để chúng ta ghi âm. Còn nếu chúng ta sử dụng máy tính để bàn thì chúng ta phải gắn thêm mic vào. Thì quá trình ghi âm chúng ta mới thu âm được cái giọng nói của mình. Hai cái nút lệnh hai bên này là cho phép chúng ta chuyển qua các cái slide khác. Còn cái phần bên dưới này là cho phép chúng ta trong quá trình giảng bài thì chúng ta có thể sử dụng các cái công cụ bút này hoặc là cục tẩy này để chúng ta viết vẽ trên cái bài giảng của mình. Còn ở đây hiện tại là cái chức năng micro đang được bật. Đây khi mà bấm đây thì nó sẽ tắt và bật lên. Tức là hiện tại chúng ta đang sử dụng mic để thu âm cái bài giảng, cái lời giảng của mình. Còn hai cái biểu tượng này tức là cái biểu tượng camera, tức là hiện tại máy của tôi đang tắt camera, tức là không quay cái hình ảnh của giáo viên. Còn nếu chúng ta sử dụng máy tính xách tay thì thường sẽ có cái webcam ở trước, thì chức năng này nó sẽ bật lên. Thì khi đó là chúng ta vừa quay cái bài giảng của mình và vừa hiện cái hình ảnh của giáo viên thành cái khung nhỏ ở góc dưới đây. Với điều kiện là máy tính của mình là máy tính xách tay, có webcam ở trước, hoặc là chúng ta phải gắn thêm camera đối với máy tính để bàn. Được rồi, để bắt đầu ghi thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Chúng ta giảng bài bình thường giống như chúng ta giảng dạy với các cái giáo án điện tử ở trên lớp. Sau đó chúng ta có thể chuyển qua slide khác bằng cách bấm vào đây. Hoặc là bấm trực tiếp lên trên cái slide này. Trong quá trình giảng chúng ta có thể sử dụng công cụ bút để chúng ta khoanh tròn hoặc là tô đậm một cái mục nào đó. Đó, tôi ví dụ như vậy. Thì quý thầy cô lưu ý là trong quá trình mà chúng ta nói cái lời giảng của mình, thì đối với cái cách thứ nhất này, chúng ta phải cố gắng làm sao mà nói cái lời giảng cho nó không bị va vấp, tức là không bị lỗi. Tại vì đối với cái chương trình PowerPoint không cho phép chúng ta chỉnh sửa lại cái phần thu âm của mình hoặc là chỉnh sửa lại cái file video sau khi mà chúng ta quay. Nếu muốn chỉnh sửa thì chúng ta phải sử dụng một cái phần mềm khác. Tức là sau khi mà đã xuất ra thành cái file video rồi thì chúng ta sẽ sử dụng một cái phần mềm khác để chỉnh sửa lại cái file video của mình. Kết thúc việc giảng bài và kết thúc ghi âm chúng ta sẽ bấm vào stop ở đây. Sau đó chúng ta sẽ tắt cái màn hình ghi âm này. Thì sau khi quay màn hình xong, quay cái bài giảng xong á, thì quý thầy cô để ý là ở mỗi cái slide nó sẽ xuất hiện cái biểu tượng loa đây. Tức là cái file ghi âm, file lời giảng mà chương trình đã ghi âm được, chúng ta có thể bấm lên để nghe. Chúng ta giảng bài bình thường giống như chúng ta giảng dạy với các cái giáo án điện tử ở trên lớp. Đó, như vậy là mỗi cái slide đều có cái file ghi âm của slide đó.
Hoặc là chúng ta có thể xem lại toàn bộ cái file video mà chúng ta vừa quay được bằng cách là chúng ta bấm vào trình chiếu ở đây. Thì chương trình sẽ trình chiếu cái file PowerPoint của mình và đồng thời là phát cái lời giảng của mình vừa ghi âm được. Chúng ta giảng bài bình thường giống như chúng ta giảng dạy với các cái giáo án điện tử ở trên lớp. Quy trình rửa tay 6 bước của Bộ Y tế. Đối với cách này thì quý thầy cô thấy là nó không có quay lại được cái thao tác con trỏ chuột của mình. Và với cách này thì quý thầy cô lưu ý là trong quá trình mà chúng ta đang quay lại cái bài giảng của mình thì chúng ta không thể thoát ra và mở một cái file nào đó trong máy tính để minh họa cho học sinh thấy được. Sau khi thực hiện ghi âm bài giảng và quay lại cái slide xong thì chúng ta có thể xuất ra thành cái file video. Chúng ta bấm vào file và chọn vào export. Ở đây chúng ta có thể chọn kích thước cho video. Thì đối với phiên bản Office 2019, tức là PowerPoint 2019 thì ta có thể xuất ra định dạng 4K. Ví dụ đây tôi xuất ra định dạng HD. Ở đây nó cho phép chúng ta lựa chọn là có ghi âm giọng nói hay không. Thì chúng ta sẽ chọn là sử dụng ghi âm giọng nói. Chúng ta chọn cái này. Còn đây là thời gian của mỗi slide thì mặc định là 5 giây, tức là trên slide đó nếu chúng ta không thực hiện cái thao tác nào hết thì cứ tự động mỗi 5 giây thì nó sẽ nhảy qua slide khác. Sau đó chúng ta bấm vào đây để xuất video. Chúng ta sẽ đặt tên video ở đây. Thì tùy vào cái slide của mình là dài hay ngắn mà quá trình xuất video nó xảy ra nhanh hay là chậm. Đây, cái video bài giảng như vừa được xuất ra đây. Chúng ta giảng bài bình thường giống như chúng ta giảng dạy với các cái giáo án điện tử ở trên lớp. Như vậy quý thầy cô thấy là đối với cái cách này thì ưu điểm là chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ trực tiếp của cái chương trình PowerPoint mà không cần phải cài phần mềm khác. Nhưng mà nhược điểm là đối với cái cách này thì trong quá trình mà chúng ta quay lại cái quá trình giảng bài của mình thì nếu chúng ta muốn sử dụng con trỏ chuột để chỉ hoặc là hướng dẫn một cái thao tác nào đó ở trên màn hình thì cái chương trình không quay lại được cái thao tác của con chuột, tức là thao tác di chuyển của con trỏ chuột. Hoặc là trong quá trình chúng ta giảng bài, nếu chúng ta muốn mở một cái file nào đó trong máy tính hoặc là hướng dẫn một cái thao tác nào đó trên máy tính thì chúng ta không thể thoát cái chương trình mà chúng ta đang giảng. Và một nhược điểm của cách này nữa là nếu muốn sửa lại các cái lỗi va vấp trong quá trình chúng ta giảng bài thì chúng ta không thể thực hiện được trên cái chương trình này. Như vậy chúng ta thấy là đối với cách này thì cũng không được thuận tiện và không được tốt để chúng ta có thể quay lại những cái video bài giảng tối ưu nhất mà chúng ta cần phải sử dụng một cái phần mềm khác. Thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho quý thầy cô cách sử dụng phần mềm để cho phép chúng ta quay lại cái màn hình máy tính của mình, tức là quay lại toàn bộ các cái thao tác mà chúng ta thực hiện trên màn hình máy tính. Thì phần mềm mà tôi muốn giới thiệu cho quý thầy cô ở đây đó là cái phần mềm Camtasia Studio phiên bản 9. Thì cái link để tải cái phần mềm này thì tôi để ở dưới cái phần mô tả của video này. Quý thầy cô có thể bấm vào đó để tải phần mềm này về. Sau khi tải về thì ta sẽ có được cái file nén như thế này. Chúng ta sẽ thực hiện giải nén nó ra. Thì sau khi giải nén cái file tải về, chúng ta sẽ được cái thư mục này. Và bên trong có hai cái file. Chúng ta sẽ bấm vào cái file này để tiến hành cài đặt. Bấm nén. Thì tại bước này, quý thầy cô lưu ý là chúng ta sẽ tích vào cái dòng dưới này, tức là để chọn ngôn ngữ cho phần mềm. Chúng ta chọn là tiếng Anh, sau đó bấm Next, sau đó bấm Install thì phần mềm sẽ được cài đặt trên máy tính. Thì sau khi cài đặt thì ngoài màn hình sẽ có cái biểu tượng của phần mềm đây. Chúng ta sẽ bấm vào đây để khởi động chương trình. Sau khi khởi động chương trình thì để quay lại màn hình chúng ta sẽ bấm vào Record ở đây. Thì đây cho phép chúng ta lựa chọn là quay toàn bộ màn hình thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Hoặc nếu chúng ta muốn quay một cái khu vực nào đó trên màn hình thì chúng ta sẽ bấm tùy chỉnh ở đây. Sau đó ta sẽ kéo cái này. Hoặc là nếu chúng ta muốn quay toàn bộ màn hình thì chúng ta sẽ chọn full screen. Nếu có sử dụng camera hoặc webcam để quay lại cái hình ảnh giáo viên đang giảng thì chúng ta sẽ bật ở đây. Còn hiện tại đây là đang là bật cái chức năng mic, tức là bật chức năng thu âm. Sau đó để quay cái bài giảng của mình thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Chúng ta sẽ bật cái bài giảng PowerPoint của mình lên. Ở đây tôi sẽ xóa các cái file ghi âm ở đây và tiến hành ghi âm lại.
À, như vậy để ghi âm lại cái để quay lại cái bài giảng của mình thì chúng ta sẽ chiếu cái bài giảng lên và chúng ta tiến hành giảng bài bình thường, chương trình nó sẽ tự động quay lại cái thao tác mà chúng ta thực hiện ở trên màn hình. Chúng ta có thể chuyển qua slide khác. Thì đối với chương trình này thì nó sẽ quay lại toàn bộ các cái thao tác, kể cả các cái con trỏ chuột chúng ta ghi trên màn hình. Ở đây chúng ta có thể sử dụng công cụ bút để chúng ta khoanh tròn, tô vẽ gì đó trên màn hình, tương tự như chúng ta giảng dạy trên lớp. Thì đối với cách này thì quý thầy cô lưu ý là trong quá trình chúng ta giảng bài, chúng ta có thể thoát cái bài giảng của mình ra. Ví dụ chúng ta muốn quay về màn hình desktop, chúng ta có thể mở một cái file nào đó, chương trình nó sẽ quay lại toàn bộ các cái thao tác của mình thực hiện. Sau đó chúng ta lại quay lại cái bài giảng của mình. Sau khi quay xong thì chúng ta sẽ bấm vào đây và bấm stop. Đó, như vậy là chương trình đã quay lại màn hình và cho chúng ta một cái file như thế này. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành chỉnh sửa lại cái file này, file video này mà chúng ta mới quay được. Chúng ta có thể cắt bỏ các cái đoạn mà chúng ta thấy không cần thiết. Thì tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho quý thầy cô một số cái thao tác cơ bản trên cái phần mềm Camtasia này để chúng ta có thể biên tập được cái file video của mình. Thì cái phần bên trên này là cái phần mà chứa các cái file video mà chúng ta import vào để chúng ta tiến hành biên tập. Thì hiện tại là có một cái file này thì đã được add xuống cái phần timeline dưới này. Ở đây chúng ta có thể xóa cái này đi và add lại. Đây, chúng ta sẽ nhấn chuột phải và chọn Add to Timeline. Đó. Thì khi mà cái file video được add xuống cái phần bên dưới này thì nó sẽ có hai cái phần là phần audio, là phần âm thanh và cái phần video, tức là phần hình ảnh, nó tách ra thành hai phần. Ở đây chúng ta có thể tăng cái âm lượng cho file video của mình. Chúng ta kéo cái này lên. Chúng ta sẽ bấm đây để xem thử cái file video của mình. Chúng ta sẽ bật cái bài giảng PowerPoint của mình lên. Ở đây tôi sẽ xóa các cái file ghi âm ở đây và tiến hành ghi âm lại. Đó, quý thầy cô thấy là nó quay lại toàn bộ các cái thao tác trên màn hình mà chúng ta thực hiện. Như vậy bây giờ tôi muốn bỏ cái đoạn đầu này đi. Chúng ta sẽ lấy từ cái phần mà chúng ta đã chiếu cái bài giảng của mình lên như thế này. Đây, chúng ta sẽ lấy từ cái phần này. Thì chúng ta sẽ kéo đến đây. Và chúng ta có hai cách. Chúng ta có thể kéo cái này, kéo cái nút màu xanh này để bôi đen cái phần mà chúng ta muốn xóa. Sau đó chúng ta bấm phím Delete ở trên bàn phím thì nó sẽ xóa cái phần đằng trước đó đi. Ở đây nếu quý thầy cô muốn xóa một cái phần âm thanh nào đó mà không xóa cái phần hình ảnh, ví dụ như tại cái đoạn đó chúng ta thấy là cái phần âm thanh nó có bị lấn một số cái âm thanh mà chúng ta không mong muốn, hoặc là khi mà chúng ta nói bị va vấp, chúng ta chỉ muốn xóa cái phần âm thanh đó đi, thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần âm thanh, sau đó kéo đến cái vị trí cần xóa, chúng ta sẽ bấm ở đây để tách cái phần đó ra. Đó, như vậy đây chúng ta đã tách thành hai phần. Sau đó chúng ta có thể kéo đến đây. Chúng ta tách tiếp phần này ra. Đây, tức là ta sẽ tách được cái phần mà chúng ta muốn xóa. Sau đó chúng ta sẽ bấm Delete để xóa cái phần đó đi. Tức là xóa cái phần âm thanh, còn cái phần hình ảnh, tại vì cái này chúng ta không xóa. Chúng ta có thể quay lại cái thao tác vừa thực hiện ở đây. Thì sau khi mà xóa cái đoạn đầu rồi thì chúng ta sẽ kéo cái phần này lại sát về đây. Ở cái mục này cho phép chúng ta thêm một cái đối tượng nào đó vào trong video của mình. Ví dụ chúng ta có thể thêm một cái nội dung văn bản nào đó. Chúng ta có thể điều chỉnh cái vị trí xuất hiện của cái nội dung này. Hoặc là nếu chúng ta muốn xuất hiện từ đầu, ta kéo nó về đầu. Còn nếu chúng ta kéo cái độ dài này thì nó sẽ xuất hiện xuyên suốt video. Hoặc là chúng ta có thể thêm các cái đối tượng khác ở đây. Ở đây cho phép chúng ta thêm các cái mũi tên như thế này hoặc là các đối tượng khác. Còn ở cái mục này là cho phép chúng ta thêm cái hiệu ứng chuyển đổi, tức là hiệu ứng chuyển cảnh giữa hai cái video. Ví dụ tại vị trí này tôi sẽ cắt video này ra thành hai phần, chúng ta bấm vào đây để tách nó ra thành hai phần và chúng ta thêm cái hiệu ứng để
chuyển từ cái phần video này qua video này. Chúng ta sẽ kéo cái phần hiệu ứng vào đây. Đó, như vậy chúng ta sẽ xem kết quả. Chúng ta sẽ xóa cái file, các cái thao tác. Tức là cái hiệu ứng chuyển cảnh giữa các cái video. Còn ở cái phần này là một số cái hiệu ứng cho đối tượng nào đó. Ví dụ đối với cái đối tượng này, chúng ta muốn cho cái hiệu ứng xuất hiện của nó. Chúng ta bấm vào đây và nhấn chuột phải chọn S. Chúng ta xem kết quả, xem cái hiệu ứng xuất hiện của cái đối tượng đó. À, thì đối với chương trình này thì nó sẽ quay lại đó, toàn nó bộ sẽ các nhảy cái ra thao như thế tác, này. kể cả các cái con trỏ chuột chúng ta rê trên màn hình. Hoặc tương tự chúng ta có thể thêm các hiệu ứng khác. Chúng ta chỉ việc chọn một cái đối tượng nào đó. Sau đó là chọn hiệu ứng, nhấn chuột phải và chọn S. Chúng ta tiến hành giảng bài bình thường. Còn cái mục này là cho phép chúng ta phóng to một cái vị trí nào đó trên video. Ví dụ khi giới thiệu đến cái phần này, chúng ta muốn phóng to một cái vị trí nào đó, chúng ta sẽ kéo khung này nhỏ lại, thì nó sẽ phóng to từ cái vị trí đó. Đây, chúng ta xem kết quả. Đó, khi đến cái vị trí này nó sẽ phóng to lại. Còn cái phần này là hiệu ứng của con trỏ chuột. Chúng ta sẽ chọn cái video và nhấn chuột phải, chọn S. Đó, như vậy chúng ta thấy là con Thì trỏ chuột nó có cái bóng hình tròn như này. chương trình nó sẽ tự động. Hoặc là bên này là hiệu ứng khi mà ta nhấn chuột trái. Còn đây là hiệu ứng khi mà ta nhấn chuột phải. Đây, chúng ta có thể nhấn chuột, chọn S. Còn ở cái mục này là cho phép chúng ta ghi âm, thu âm. Còn đây là đối với hiệu ứng âm thanh. Chúng ta có thể lọc tiếng ồn cho video của mình, hoặc là tăng volume cho video, hoặc là hiệu ứng này là âm lượng tăng dần, cái này là hiệu ứng âm lượng giảm dần. Còn cái này là tăng tốc độ của giọng nói. Ngoài ra chúng ta có một số cái công cụ khác ở trong này. Ngoài ra thì với một cái đối tượng nào đó, ví dụ như cái đối tượng này, chúng ta có thể thay đổi cái thuộc tính của nó ở bên đây. Ví dụ chúng ta muốn thay đổi màu sắc. Đó, màu sắc. Ở đây cho phép chúng ta thay đổi độ trong suốt của cái đối tượng. Như vậy, sau khi quý thầy cô biên tập video xong thì chúng ta sẽ tiến hành xuất cái video này ra. Chúng ta bấm vào đây và chọn vào mục này. Ở đây chúng ta sẽ chọn kích thước của video. Chúng ta có thể xuất ra theo định dạng HD hoặc là Full HD. Ví dụ tôi chọn xuất ra theo định dạng là HD. Là bấm Next. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái đường dẫn để lưu video. Và đặt tên cho video ở đây. Chúng ta bấm Finish. Như vậy là đã xuất video xong. Chúng ta sẽ mở lên để xem thử. Thì chương trình nó sẽ tự động quay lại cái thao tác mà chúng ta thực hiện ở trên màn hình. Đó, như vậy chúng ta đã có được một cái video giảng bài để cho phép chúng ta đăng lên các cái hệ thống học tập. Như vậy qua hai cách mà tôi vừa giới thiệu thì quý thầy cô thấy là chúng ta nên sử dụng một cái phần mềm để quay lại cái màn hình trong quá trình mà chúng ta giảng bài. Ví dụ ở đây chúng ta là sử dụng cái phần mềm Camtasia. Tại vì đối với cách này thì sau khi mà quay video xong, chúng ta có thể biên tập và thêm các cái đối tượng hoặc là các hiệu ứng cho cái video để tạo thành một cái video hoàn chỉnh đúng theo ý của mình. Như vậy video của tôi đến đây là hết. Chúc quý thầy cô sẽ thực hiện thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.